Chào các bạn, cho mình hỏi các bạn xem Doraemon. Các bạn có đặt ra cho mình những câu hỏi như là bộ phim này được sáng tác từ năm bao nhiêu? Ngoài tác giả Fujio ra thì còn tác giả nào không? Hay là nội dung bối cảnh như nào hay không? Nếu các bạn có chung những thắc mắc đó với mình thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu thôi. Doraemon là một seiji manga của Nhật Bản do Fujiko F. Fujio và đồng tác giả Moto Abiko sáng tác từ tháng 12 năm 1969 đến tháng 4 năm 1996 đăng trên tạp chí Korokoro Comic của nhà xuất bản Shogakukan. Có tổng cộng 821 chương truyện được tuyển chọn đóng gói đưa vào 45 tập. Manga đã được dịch và xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới, trong đó bao gồm cả tiếng Việt do nhà xuất bản Kim Đồng biên soạn. Về nội dung, Doraemon là một chú mèo máy được Nobi Seiwasi, cháu năm đời của Nobi Nobita, gửi từ thế kỷ 22, về quá khứ của ông mình để giúp đỡ Nobita trở nên tiến bộ và giàu có, tức là cũng sẽ cải thiện hoàn cảnh của con cháu Nobita sau này. Các câu chuyện trong Doraemon thường có một chủ đề chung, đó là xoay quanh những rắc rối hay xảy ra với cậu bé Nobita học lớp 5, nhân vật chính thứ hai của bộ truyện. Doraemon có một chiếc túi thần kỳ trước bụng với đủ loại bảo bối của tương lai. Cốt truyện thường gặp nhất sẽ là Nobita trở về nhà khóc lóc với những rắc rối mà cậu gặp phải ở trường học hoặc với bạn bè. Sau khi bị cậu bé van nài hoặc thúc giục, Doraemon sẽ đưa ra một bảo bối giúp Nobita giải quyết những rắc rối của mình, hoặc là để trả đũa hay khoe khoang với bạn bè của cậu. Nobita sẽ lại thường đi quá xa so với dự định ban đầu của Doraemon, thậm chí với những bảo bối mới cậu còn gặp rắc rối lớn hơn trước đó. Đôi khi những người bạn của Nobita, thường là Honkawa Shinio hoặc Golder Takeshi, Zaian, lại lấy trộm những bảo bối và sử dụng chúng không đúng mục đích. Tuy nhiên thường thì ở cuối mỗi câu chuyện, những ai sử dụng sai mục đích bảo bối sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra, và người đọc sẽ rút ra được bài học từ đó. Và cùng với câu chuyện tình yêu với Shizuka nữa. Về bối cảnh, truyện Doraemon lấy bối cảnh xã hội Nhật Bản vào thập niên 1970, cụ thể là ở quận Nejima thuộc ngoại ô thủ đô Tokyo, đặc biệt là những nơi tụ họp và vui chơi của trẻ em, nhà của các nhân vật, trường học và cả ngọn núi sau trường, nơi mà Nobita hay đến để tìm kiếm sự yên tĩnh thường xuyên xuất hiện. Một nơi thường được đề cập trong tác phẩm là bãi đất trống hay sân bóng, bao gồm một bãi cỏ rộng có 3 ống cống bê tông xếp chồng lên nhau, là nơi các nhân vật chính thường gặp mặt để cùng nhau chơi cầu lông, bóng đá và bóng chày, hay chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện. Doraemon được coi là một trong những bộ manga nổi tiếng nhất mọi thời đại, và là biểu tượng quốc gia thực sự của Nhật Bản. Ở quê nhà, sự tiếp xúc mạnh mẽ trên phương tiện truyền thông của loạt phim đã khiến nó trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của toàn bộ thế hệ đất nước mặt trời mọc sau chiến tranh. Hơn nữa, vì tuổi thọ của tác phẩm, nó tiếp tục thu hút sự yêu thích của các thế hệ trẻ em mới, con của những người đã lớn lên với những câu chuyện tương tự. Doraemon còn bộ manga đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý. Tác phẩm đã 2 lần được nhận giải thưởng Hiệp hội Họa sĩ truyện tranh Nhật Bản, lần thứ 2 năm 1973 cho hạng mục giải xuất sắc nhất và giải thưởng của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ năm 1994 và còn nhiều giải thưởng khác nữa. Về tầm ảnh hưởng của bộ truyện thì nửa thế kỷ, bộ truyện tranh về chú mèo máy xanh ra đời, ghi dấu ấn sâu đậm trong nền văn hóa đại chúng Nhật Bản, chú mèo Doraemon. Doraemon đã là nhân vật giải trí thân thương của nhiều thế hệ trên khắp châu Á, không chỉ qua truyện tranh mà còn cả loạt phim hoạt hình chuyển thể, trò chơi điện tử và hàng loạt sản phẩm ăn theo khác như đồ chơi, thời trang. Có được những thành công như vậy thì bộ truyện này cũng đã vướng phải những tranh cãi làm ảnh hưởng đến trẻ em. Nhưng bộ truyện Doraemon vẫn là một bộ truyện tuyệt vời đối với tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Bộ truyện đã cho ta những trải nghiệm của tuổi thơ, của những điều kỳ thú. Đối với mình thì mình rất thích bộ truyện này, vì những điều tốt đẹp về cuộc sống, tình cảm và con người. Còn với các bạn nếu cũng yêu thích bộ truyện tranh này thì hãy để lại một bình luận nha. Video phân tích đầu tiên của mình đến đây là hết. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký để mình có động lực ra video nữa nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.